Rồi, chào tất cả các em thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 21 tháng 11. Thì hôm nay sẽ lên cho mình hai video nha. Chiều em sẽ lên một video cần nữa. Buổi sáng thì em sẽ lên video máy thôi. Thì máy ở đây em có cho mình là tổng cộng 22 mẫu. Thì những dòng như là combo nha em. Thì phí em đã báo giá nha. Giá nó báo trên mỗi sản phẩm máy á, đã bao tiền ship hết. Hôm nay sẽ bao tiền ship mình nha. Anh em nhận hàng được kiểm hết nha, bao ship tất cả máy. Thì giá thành rẻ thôi, có những cặp tầm khoảng 180-200 ngàn. Anh em về câu tôm, câu giải trí này, rất rẻ nha anh em. Mát độ ok hết. Có dòng máy cố nông nha, cố nông và máy nhôm. Những dòng câu bè, câu biển đều có cho mình luôn. Thì giá là bao ship nha anh em. Hôm nay giá báo thì máy là bao ship cho mình. Chốt đơn liên hệ trực tiếp Duy 0923-54779. Thì em sẽ lên trước cho mình một số máy nha. Chiều hôm nay sẽ lên một video cần cho mình. Còn máy số 1 thì em sẽ có cho mình con máy của dòng Shimano nha anh em. Con này thích hợp cho anh em câu bè này. Câu bè nha. Câu bè con này của dòng Shimano Titanos nha, Demi, máy nhỏ thôi. Thông số cước cho mình là số 250m, số 300m và số 447m nha. Gratio 3.6.1, tình trạng như thế này. Con này thì nó sẽ có cho mình cái công tơ bét nha. Đây, dạng công tơ bét cho mình này. Con thì nhỏ gọn, thích hợp mình câu bè này. Câu bè này, đây. Câu tơ bét cho anh em. Mình xoay nó sẽ nhảy nha. Đây, nhảy xuống bét cho mình này. Con thì máy mượt ok rồi. Đây, tình trạng chỉnh độ ok nha. Nó sẽ có hai chế độ, một chế độ kêu và không kêu. Đây. Câu tơ bét cho anh em, có chữ reset này. Đây. Cái dòng Shimano Titanos nha. Con này thì thích hợp mình câu bè, máy rất là mượt, tình trạng có xây xước sơ sơ. Mã số 1 giá 220, bao ship nha. Mã số 2 sẽ có cho mình một cặp máy nha này. Một cặp máy con em thích hợp cho em Colu hoặc ISO chơi này. Những dòng thì là máy Nhật Bản nha, giá rẻ thôi. Thì một con của nó thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào size 1000 nha. Đây, con này thì size tầm khoảng 1000 này. Còn con tầm khoảng vào 2000 power spin. Đây, 2000 và 1000 à 3000 nha. Con tầm khoảng 3000, con này thì 1000. Đây, máy này mượt cho em. Những cái con này thì em đã test rồi, em sẽ test sơ lại cho mình hết nha. Đây, một cặp như thế này là tình trạng thế này. Đây, con 3000 nha anh em. Tôi là máy ok hết. Đây, máy rất là mượt nha. Con 3000. Em sẽ test sơ cho mình thôi, những con thì em đã test ok rồi. Đây. Con 1000 nha. Thì mã số 2 này thì em sẽ bán cho mình một cặp này. Một cặp này là giá là 220.000. Còn rất là ok nha, còn mới này. Những dòng thích hợp anh câu giải trí thôi. 220.000 một cặp nha, bao gồm tiền ship ạ. Máy rất là ok. Mã số 3 thì em sẽ lên cho mình một cặp luôn. Một cặp này thì có một con là dạng carbon, còn một con là có lô cước bằng inox như này. Lô cước inox này. Tình trạng thì nó có cái nước sơn nó hơi cũ một xíu. Như thế này nha. Thì một cặp này em sẽ bán cho mình là giá 220.000. Thì một con này nó rơi cho mình tầm khoảng vào size 1000 nha. Này con size 1000 thì test cho mình luôn. Đây. Máy hoạt động ok hết nha. Những cái dòng này thì anh em thích mà mượt thì phải mình chêm dầu ít mỡ vào hoặc để đánh không ok, không ảnh hưởng gì. Đây, con 1000 nha. Con 1000. Alpha Tactical cho này, của dòng Alpha Tactical này, con 1000. Còn con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3000 nha, 3000. Con này của dòng là Proxy. Đây, 3000 chạy bao bobrin. Thì con này lô cước của nó thì bằng hợp kim nha, lô cước bằng hợp kim. Thì em sẽ test máy này. Những dòng thì test sơ thôi, tại vì máy em đã test ok rồi. Đây, một cặp rất là mượt nha. Tình trạng có ok, có xây xước thôi. Một con Korea là của dòng Alpha Tactical và một con này thì dùng Nhật Bản nha. Mã số 3 giá 220.000 một cặp nha. Một cặp bao ship. Mã số 4, tiệm sẽ có cho mình một con cần con máy nha này, một con máy của dòng Shimano. Đây, con máy này là của dòng Shimano Holiday Spin, size của nó là 3000, thông số cước cước số 2 220m, cước số 3 150 và cước số 4 100m cho mình. Chạy cho mình là Bomarin nha, size 3000 cũng vừa này. Con này hàng của mình là hàng Malaysia xuất thị trường nha, con này thì full carbon nha, lô cước bằng carbon luôn. Full carbon tình trạng thế này nha. Shimano Holiday Spin size 3000. Rồi, lô cước này. Mượt nha này, gạt cước này. Còn lăng cứ còn mới. Nó tình trạng sẽ báo rõ cho mình. Em sẽ test nha. Một chiều có độ giặt này. Đây, một chiều nha. Nó kêu là nó kêu cái tay quay á. Nó kêu cái tay quay này. Em thả nó hết kêu nha. Rồi, chốt chặn hai chiều cho mình này. Còn rất là mượt. Hóa là spin size 3000, thích hợp cầu đơn, cầu ngâm, cầu lùi ISO được cho mình. Mã số 4, giá 320.000 bao ship nha. Mã số 5, em sẽ có cho mình một con máy của dòng Shimano luôn. Con này là Shimano Alivio size 2000 nha, full carbon. Cước số 2 150m, cước số 3 100m và cước số 4 70m. Tình trạng của máy như thế này nha, có xây xước này. Đây, có xước một số chỗ như thế này. Con này hàng của mình là hàng Malaysia nha em, Malaysia xuất thị trường Nhật. Đây, lô cước của nó nha, bằng carbon. Đây, lô cước này, mượt nha, con gạt cước cho mình. Nhảy này, gạt cước này. Còn lăn cước nha em. Còn ok này, cái này thì anh em về đánh nhẹ nó xa mấy cái chỗ muối sơ thôi, không ảnh hưởng gì. Alivio size của máy là size 2000 nha. Câu lưu và câu ISO cực kỳ ok luôn. Đây, có độ giặt nha này. Đây, độ giặt cho mình nha. Test một chiều này.
Những máy ở đây thì đổi tay trái phải được hết nha. Máy đứng đổi tay trái phải được hết cho mình. Chúc chạy hai chiều. Cho nên máy rất là ok rồi. Cái dòng máy nhỏ full carbon. Này, tình trạng mượt nha. Alivio size 2000, con này thì có mã là mã số 5, giá là 280 nha anh em, 280.000. Mã số 6 thì em sẽ có cho mình một con máy. Con này cũng dòng là Ryobi nha. Ryobi con này full carbon này. Con này chạy cho mình là vòng bi nha, Blue Marine, size của máy là size 2000. Con này hàng của mình là hàng Nhật Bãi nha, à, Nhật Bãi, tình trạng của nó thế này. Nước sơn màu đen toàn thân luôn. Còn ok hết. Đây thông số cước này. Gradio của máy là 1.5.1, còn này, thông số cước, cước số 2 220m, cước số 3 106, cước số 4 110. Con này full carbon nha. Đây, full carbon này. Gạt cước này, nhẹ nha. Những dòng thì lưu ISO là ok rồi. Máy carbon rất là nhẹ, còn lăn cước còn ok. Tình trạng thì có không có xây xước gì lắm. Ở đây nó có một cái tem ở đây, thì bị mất cái tem rồi. Đây, mất tem như này. Hai cái tem dạng cái tem tem dán á, thì bị rơi rồi. Rồi em sẽ test máy cho mình nha. Con này thì em sẽ test một chiều trước này. Đây một chiều nha, có chế độ giặt này, có tiếng kêu. Đây, tình trạng mượt nha, chốt chặn hai chiều này. Hai chiều thì không có tiếng kêu cho mình. Rồi, rất là ok. Rồi con máy này của dòng Ryobi nha anh em, Ryobi size 2000 full carbon, mã số 6 nha, giá 220.000 bao ship nha. 220.000 máy rất là mượt luôn. Dòng Nhật Bãi ạ. Rồi mã số 7, mã số 7 thì em sẽ có cho mình một con máy. Con máy carbon nha. Con máy này thì hàng của mình là hàng Korea nha anh, full carbon. Bắt đầu tên này. Con máy này có dòng là ProStar GS, size của máy là size có thể sẽ thật tầm khoảng vào 2000 nha anh em. 2500 á. Này GS 800 nhưng mà sẽ thật tầm khoảng vào 2500. Đây con này full carbon cho mình luôn. Thông số cước nha. Đây, thông số cước này, cước số 3 140m, cước số 4 120, cước số 5 được 100m cho mình. Tình trạng thì như thế này, có xây xước nha, hàng Korea, full carbon của dòng ProStar. Đây tình trạng thế này nha. Full carbon, gạt cước này, nhạy nha. Đây, cước nhạy này. Cái lô cho mình, có cước sẵn nha. Những cái dòng Nhật Bản thì đa số nó sẽ có cước sẵn, anh em về mình thích thì mình có thể thay cước hoặc để mình đánh cũng được nha. Em thấy cước là sẽ rất là ổn. Rồi em sẽ test máy cho mình nha, một chiều này, có độ giật nha. Size tầm khoảng vào 2500 đến 3000 á, con này nha, full carbon. Đây máy rất là mượt, chốt chặn hai chiều này. Nói trong tình trạng của máy thì nó kiểm tra kỹ rồi, anh em nhận hàng thì vui lòng kiểm tra lại nha. Mã số 7, giá 220.000, hàng Korea, size tầm khoảng 2500 đến 3000 nha. Còn lưu ISO là được này. Mã số 8 thì em sẽ có cho mình một con máy nha này, một con máy có dòng Korea luôn. Con này thì của hãng là con này của hãng Atan nha anh em, Suzumi nha. Con này của dòng là Suzumi, chạy cho mình là 5 bơm marine, 5 vòng bi và sẽ có lô cước hợp kim. Con này size của máy là size 4000, Gratio 5.3.1, thông số cước cho mình là cước số 3 190m, cước số 4 150 và cước số 6 được 110m nha. Tình trạng như thế này thì có xây xước nha. Xây xước lô cước bằng hợp kim, có cước sẵn này, hàng Korea. À, của Suzumi nha anh em, Suzumi chạy 5 bơm marine luôn. Đây, lọt cước cho mình nha. Lưỡi ga đầy đủ này. Còn mượt nha, gạt cước ạ. Đây, rất là nhẹ nha. Những dòng thì anh em cầu đơn cô ngâm được này, còn lăn cước còn ok. Thì những dòng máy đứng á, thì đổi tay trái phải được hết nè. Anh sẽ test máy nha, một chiều này, có ABS đầy đủ nha. Một chiều này. Đây, rất là mượt nha, của dòng Suzumi Korea chốt chặn hai chiều. Một chiều và hai chiều thì hoạt động rất ok nha anh em. Ok hết nha. Con này thì trọng lượng của nó là em nhìn nè, con này mã số 8, giá là 280 nha, 280.000. Thế sẽ báo rồi con này nha, con này thì còn một chiều thôi. Cái chốt chặn hai chiều nó bị hư rồi. Đây. Thì anh em mình đánh thì cũng đánh một chiều thôi, hai chiều có cái nào xài đâu. Rồi con này 280 nha anh em, giá rẻ thôi, Suzumi size 4000 nha. Hoạt động ok hết, 280.000 bao gồm tiền ship. Rồi tiếp theo sẽ có một cặp cối nông nha, một cặp cối nông để sẽ báo rõ tình trạng cho mình. Một cặp này là của dòng Shimano. Đây, một con này là 6000 nha và con này thì 7000. Một con màu trắng, một con màu xanh, hàng Japan hết này. Hàng Japan hết, con này thì cối nông. Cối nông nha anh em, 6000 chạy cho mình là dòng này đây, Super Aero. Thì em sẽ báo từ đó tình trạng nha, hai con này thì nó bị gãy cái cước này. Cái lô ở trong này. Cái miếng nhựa mà em thấy cái miếng này thì cũng không ảnh hưởng gì đây. Nó sẽ có một miếng nhựa dắt xung quanh này nha. Nó sẽ bọc trên này xuống này. Nó luồn vào hai cái chỗ đây, chỗ này nha. Thì em xài một cối nông nhiều thì biết rồi. Cái này thì em sẽ bán giá rẻ thôi. Những dòng mà trung bình thì em sẽ bán một nửa giá cho mình nha. Trung bình những con này thì tầm khoảng 500-600 ngàn. Hàng Japan, sau này bị mất một cái tem. Đây, có cái tem như thế này nha, thì bị mất rồi. Con này có dòng là Shimano, Shimano nha, Aero này, Super Aero 6000. Đây, con này thì mua bình tĩnh nha này. Gạt cước này, nhảy cho mình nha. Còn là cước còn ok. Hàng Japan,
Thế thì mất cái này chứ tình trạng của nó thì gọi ok. Em sẽ test nha. Một chiều trước đây. Đây, một chiều nha, có chế độ giặt này. Nó vẫn chạy bình thường nha. Còn lăng cước này nó vẫn chạy bình thường này và cái cối vẫn chạy bình thường cho mình luôn. Thì con này sẽ bán cho mình nha, giá rẻ thôi. Đây, chốt chặn hai chiều này. Con này 6.000 nha. Nó bị dính cái này như này, dính cái này thì nó kêu. Nó bị chóc ra. Cái này dán lại thì ok này. Thì xíu em lấy kèm dán cho mình nha. Rồi con này thì có mã số 9 giá 280 nha, 280.000. Rồi con số 10 nó cũng vậy nha em, nó cũng bị gãy cái lăng cước ở đó, con này size lớn hơn. Con này thì Shimano của nó dòng này là Super Arero 7.000 nha, nước sơn màu trắng. Hàng Japan luôn. Đây, thì nó sẽ có một cái miếng nhựa ở trong này. Mà em thấy cái miếng nhựa này nó gãy đi cũng không ảnh hưởng gì. Đây. Nó vẫn chạy bình thường nha. Cũng đánh bình thường thôi. Nó vẫn ok hết. Đây, vẫn bị mất một bên tem và còn một bên tem, nó giống như con 6.000 luôn. Con thì 7.000 cho mình. Xe thật cũng tầm khoảng trên 10.000, hàng Japan này, Japan nội địa Nhật cho mình. Rồi, gạt cước nha. Đây, gạt cước ok này. Còn lăng cước thì còn mới này, có cước sẵn nha. Cước rất là nhiều luôn. Rồi, con này cũng giá là 280 nha, 280 bao ship. Đây, nó bị gãy cái đó em thấy không ảnh hưởng gì. Đây, vẫn chạy bình thường cho mình đây. Hoạt động ok hết. Hai chiều chốt chặn đồ ok hết này. Đây, màu trắng nha, còn rất là ok. Rồi, con này 280 nha em, mã số 10, đánh lục là ok hết này, đánh lục đánh ngầm nha, đánh biển cho mình được hết. Rồi tiếp theo mã số 11 thì em sẽ có cho mình con máy nha. Còn đĩa mi rất nhỏ rất đẹp nè. Đây. Con máy nó có dòng Japan nha anh em, Japan. Con này thì máy là máy nhôm, lô cước bằng hợp kim này. Con này có cốt trợ lực nha anh em, còn rất đẹp luôn. Con này size của máy thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 500 á, 500 nha. 500 này. Con này anh em mua sưu tầm nha anh em, cực kỳ hiếm luôn, dòng rất là đẹp. Con này còn mới nha, dòng Japan. Con này dạng như là con máy Shimano nha anh em. Đây có dòng Shimano Japan nha anh em. Con này thì thông số cước cho mình như sau. Cước số 6 195m, cước số 7 120m, cước số 10 108.5, 110m. Ủa, cước lớn à. Đây 0.23 nha anh em. Thông số như thế này nha. Con này nhỏ thôi, máy tầm khoảng size 500 cho mình. Con này mượt này. Đây. Rất đã nha, con này mua sưu tầm. Anh em câu tôm á, câu tôm hoặc câu Ikeda, câu bè á, những dòng mà thích hơn coi. Máy rất là nhỏ luôn và đẹp nha. Xe tầm khoảng 500, máy mượt này. Đây có máy dòng Shimano Japan nha anh em. Đây, cực kỳ mượt nha. Hai chiều này. Đây, những con này mua sưu tầm rất là đáng nha. Rất đẹp luôn. Rồi con máy này có mã cho mình là số 11 nha, giá 300.000 bao ship nha. Máy rất là đẹp nha. Nhỏ xíu ạ. Rồi máy số 12 thì em có cho mình con máy size lớn. Con này có dòng là Mega Spin. Đây, những dòng thì dòng Nhật Bản nha anh em. Đây, dòng Mega Spin có dòng Proxy. Con này lô cước bằng hợp kim, có cước sẵn cho mình này. Tình trạng của nó thì hơi xây xước nha. Cái dòng Pro nha, Proxy. Con này xe thật có máy rơi cho mình tầm khoảng 5.000. Đây, có lưỡi gà đầy đủ nha. Đây, lô cước này, bằng hợp kim, gà cước này, nhảy nha. Đây, con lăng cước còn mới và cái tay quay của nó thì cái núm rất đẹp nha. Cái núm này thì nó bằng đây. Cái núm rất đẹp luôn, con này rất là ok. Rồi em test máy cho mình nha. Một chiều có ABS luôn. Rất nhẹ nha. Dòng thì anh em có đơn không ngâm đều được này. Chốt chạy hai chiều. Con này cái núm rất đẹp nha anh em. Con này thì rất là mượt rồi. Nó không có tiếng kêu nha. Là tình trạng có xây xước. Cái dòng Proxy con này có mã số 12 giá 250. 250.000 nha. Chạy cho mình là 4 bơm rin. Con rất đẹp nha. 4 bơm rin. Tình trạng như thế này. Hộp kim hết. Rồi tiếp theo thì em có cho mình con máy. Con này chuyên dòng đánh biển nha. Đánh biển cầu bè đây này. Mà rất là lớn nha, cực kỳ ok luôn. Con máy này là máy ngang tay phải, con này là có dòng Ryobi, dòng Evento nha anh em, 80L. Thì thông số như vậy nè. Hàng nội địa Nhật Bản, Japan, made in Japan. Con này có dù sẵn nha anh em. Đây, có dù biển sẵn cho mình nè. Dù lớn nha, dù này anh em săn hàng đánh cá lớn được nè. Đây. Có dòng Ryobi, còn là máy ngang nha, tay phải. Rất là mượt cho mình, em sẽ test nè. Đây. Máy mượt nha. Đây, chốt chặn cho mình nè. Cái này thì nó đây, chốt chặn nha, cái này không quay. Để nên mình xả cước á. Cái này là chốt chặn để xả cước này. Xả cước nha. Còn cái này vô thì mình quay. Còn rất là mượt, tức là mình câu biển câu bè được nè. Có chế độ chỉnh đầy đủ nha. Cái này thì để xuống. Đây, để xuống sẽ kêu nhiều hơn. Đây. Chế độ chỉnh như này, cái này mình lấy lên thì nó xuống sẽ bớt ít kêu hơn. Đây. Rồi con máy này cửa hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan, có dòng Ryobi nha, size lớn này, size lớn nha. Con này size tầm khoảng 80. Thì mã là mã số 13, giá là 230.000 bao ship nha. 230.000.
con biển nha, đánh cá lớn được này. Rồi tiếp theo tìm có cho mình một con máy size nhỏ thôi. Con máy này có dòng là Shimano nha. Con máy này có dòng là Shimano GTX 1000 dòng Titanos, chạy cho mình là 3 bơm marine size 1000 nha. Đây, Shimano Today. Con này hàng Korea nha anh em, hàng Korea xuất Nhật. Sẽ test cho mình nha, con này full carbon. Đây lỗ cước này, gạt cước này, gạt cước mượt nha, còn lăn cước còn mới. Tình trạng thì nước sơn màu đen hết. Đây, size nhỏ nha, size nhỏ câu tôm, câu lua hoặc câu iso được này, full carbon. Rồi em sẽ test máy cho mình nha, lỗ cước này, lỗ cước mượt nha, gạt cước, còn lăn cước còn mới. Rồi test một chiều nha, một chiều này có chế độ keo. Những dòng thì rất là mượt nha. Đây, máy rất là mượt luôn. Và chốt chặn hai chiều này, hai chiều cũng có tiếng kêu nha. Thì máy em đã kiểm tra kỹ cho mình rồi, thì hàng đến anh em cứ vui lòng kiểm tra lại nha. Rồi thanh toán giùm em, giá bán rẻ thôi. Mã số 14 giá 230.000, bảo ship cho mình ạ. Rồi mã số 15 nha. 15 em sẽ có đây cho mình con máy luôn. Con này thì máy của dòng Titanic Enjoy, những dòng từ hàng Korea. Con này size của máy là size 2000, lô cước bằng hợp kim, full carbon. Thông số cước, cước 1.5 180m, cước số 2 104 và cước số 3 100m này. Mà chỗ này thì bị dính keo nha. Cái chỗ mà dí á. Lo sạch thôi, không ảnh hưởng gì. Size tầm khoảng vào 2000. Lô cước bằng hợp kim nha này. Đây, gạt cước này. Nhảy nha. Còn lăn cước thì còn ok. Con thích là bằng câu ISO hoặc câu lô là vừa. Tình trạng của nó thì còn ok này. Không có xây xước gì lắm nha. Size 2000 những dòng thì Fraction Spin, dòng Titanic Enjoy, đa số hàng Korea xuất thị trường Nhật. Rồi em sẽ test máy nha. Một chiều này có chế độ giặt này. Size 2000 nha. Size 2000 rất là ok. Đây, máy mượt này. Anh có thể đổi tay trái phải được nha. Trừ hai con máy ngang thôi, còn tất cả máy này đều đổi tay trái phải được hết. Rồi con này thì có mã cho mình là mã số 15, giá 200.000 bao ship nha. 200 bao ship mã số 15. Mã số 16. 16 thì có cho mình con máy luôn. Con này size của máy là size 4000 nha anh em. Dòng Nhật bãi nha, con này đẹp nè. Cái núm của nó thì bằng inox nha. Rất đẹp luôn. Đây. Con máy là full carbon và lô cước đi kèm với lô cước hợp kim nha, lô cước hợp kim, size của máy là size 4000 của dòng Blue Spin. Đây có cước sẵn này. Con cá như này, ratio của máy là 5.1.1, thông số cước như sau. Cước số 4 200m, cước số 5 150m và cước số 6 là 120m cho mình. Là tình trạng thế này nha. Đây lưỡi gà đầy đủ này, gạt cước này. Rất là nhạy nha. Còn lăn cước còn mới. Lô cước bằng hợp kim này. Rất là nhẹ luôn. Những dòng rất là mượt nha. Rồi em tình trạng của máy thì còn đẹp nè. Đây. Test máy nha, 4000. 4000 thì cũng dạng vừa, để qua bét đầy đủ luôn. Một chiều nha. Đây. Máy rất là mượt nha. Rồi chốt chặn hai chiều cho mình nè. Hai chiều nha. Cho là máy rất là mượt. Con này thì cực kỳ ok. Đây. Rất là mượt nha. Con máy này thì có mã là mã số 16, giá con này là 200.000 nha. Có rất là mới. Và máy mượt size 4000 ạ. Rồi mã số 17. 17 thì có cho mình một con máy mini luôn, con này có dòng Daiwa. Con này là Daiwa Spintermat ST800M, chạy bơm marine nha. 800. Con này size thật của máy đây cho mình tầm khoảng vào 1.5 đến 2000 á. Đây máy nhỏ thôi. 1.5 đến 2000. Thông số cước, cước số 2 220m, cước số 3 150, cước số 4 100m cho mình. Con này hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha, Japan. Con này full carbon nha. Máy là full carbon này. Máy nhỏ thôi, size tầm khoảng 1.5 á. Là tình trạng thế này nha. Đây qua. Made in Japan. Thôi, lỗ cước bằng carbon nha. Carbon này. Gạt cước này. Đây, máy rất là mượt nha. Rồi em test cho mình nha, một chiều có tiếng kêu này. Đây. Máy rất là nhẹ nha. Còn thì ok, đánh tôm đánh lua đều được hết này. Chốt chặn hai chiều. Chốt chạy hai chiều đầy đủ nha. Chốt máy hoạt động ok. Đổi tay trái phải được. Con này có mã số 18, giá 17 nha này. 17 giá 220.000. Này, máy ok nha. Rồi 18 cho mình thì em có cho mình một con máy luôn. Con này có dòng Daiwa. Daiwa size nhỏ nha. Con máy có dòng Daiwa, con này dòng là Zenith nha em, size 3000, cước số 4 được 150m thôi. Thông số cước thì nó ghi cho mình vậy thôi. Con này có ABS đầy đủ này. Đây, lô cước bằng hợp kim. Tình trạng như thế này nha. Có xây xước sơ. Con này hàng của mình là hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Daiwa Việt Nam. Thì Việt Nam mình thì nó có một cái nhà máy Daiwa nằm ở Đà Nẵng á. Thì đây mà anh biết rồi. Đa số là xuất thị trường Nhật cho mình. Và nó sẽ bán lại cho mình Việt Nam lại nha. Ở tình trạng thế này. Đây lô cước bằng hợp kim này.
lưỡi ga đầy đủ nha, gạt cước đây, rất nhạy nha, còn lăng cước còn ok. Hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật có dòng Daiwa size tầm khoảng vào 3.000 nha, 3.000 cho mình. Đây em test máy cho mình, qua bét đầy đủ này, đây qua bét đầy đủ nha, một chiều, con này mượt nha, đây mượt này, chốt chạy hai chiều, đây một chiều hai chiều đều ok hết. Con này có mã số 18, giá 250 nha, 250.000 thôi. Rồi mã số 19 thì em sẽ có một con máy cho mình sang hàng nha. Con này máy size lớn này, cực kỳ ok luôn. Con máy mã số 19 là con máy của dòng Ryobi. Con này là máy nhôm, máy nhôm lô cước hợp kim, size thực tầm khoảng vào 8.000 nha. 8.000, con này của dòng là Ryobi SL4000, chạy cho mình là 2 bơm marine. Con này hàng có bên hàng nội địa Nhật nha, Japan. Nó sẽ có đi kèm cho mình là cốt trợ lực nha. Đây, có cốt trợ lực cho mình nha. Cốt trợ lực chạy rất là mượt. Con này thì anh em sang hàng đánh lục này, cầu đơn, cầu ngầm, đánh cá lớn đều được này. Giá thành chỉ rẻ thôi. Đây, tình trạng của nó còn đẹp nha. Còn rất là đẹp, hầu như không có xây xước gì lắm luôn. Lô cước bằng hợp kim. Đây, có cước sẵn nha, gạt cước này. Gạt cước nhẹ như này. Còn là cước còn mới, bằng inox luôn, sáng bóng. Ở tình trạng thế này tầm khoảng 18.000. Rồi em step máy nha. Một chiều này, có chế độ giặt nha. Đây, máy rất là mượt. Đây, ok nha. Dòng thì xài rất là tốt. Rồi chốt chặn hai chiều này. Con này thì anh em đánh cá lớn được nha, sân hàng được này. Đây, máy rất là mượt. Con này có mã cho mình là mã số 19, giá 500.000 thôi, 500 nha anh em. Ryobi SL4000, hàng nội địa Nhật, có trợ lực luôn. Rồi tiếp theo mã số cho mình là mã số 20. Mã số 20 thì em có một con máy cổ nha. Con máy này thì tay phải thôi, không đổi tay trái được. Con máy này có dòng là Olympic nha anh em. Dòng Olympic CLN này, N160. Đây con này thì máy cổ nha, thế là mình mua sưu tầm này. Đây, những dòng thì nội địa Nhật, Japan nha. Đây, Olympic Japan nha anh em. Olympic Japan. Có cước sẵn này, lô cước này. Con này thì dạng là máy nhôm nha. Đây, máy nhôm. Và tình trạng thế này nha. Con thì được một tay phải thôi nha, không có đổi tay trượt. Đây, lô cước này, gạt cước này. Gạt cước con này thì anh em lắc nó mới chạy nha. Đây, anh em gạt xong nha, gạt xong. Con này thì gạt xong, rồi mình quay nó mới nhảy về lại nha. Đây, máy như thế này. Những dòng thì mấy cổ anh em mua sưu tầm thôi. Những dòng mà thì về bảo dưỡng này nha, anh em có thời gian về bảo dưỡng này này thì em về em bán ngay mình nè. Nó vẫn chạy ok. Đây, vẫn chạy được nha, chạy rất là tốt. Có chốt chặn cho mình luôn này. Cái này á thì tay quay của nó là tay quay siết nha, tay quay siết ra này, tay quay siết ra nha. Này muốn quay thì em siết vào. Cái này có một chế độ keo và không keo. Con máy này thì có mã số 20, giá 200.000. Anh em về mua bảo dưỡng nha và mua sưu tầm này. Có một tay phải thôi. Rồi mã số 21 thì em có cho mình con máy của dòng Ryobi luôn. Đây con này cũng là của dòng Ryobi như này. Ryobi con này là dòng Ryobi Powerpool 400GL nha, 400GL. Ratio là 1.3.1, chạy cho mình là 3 Bomberi. Con này cũng hàng nội địa Nhật Bản, made in Japan. Thì con này cũng có cốt trợ lực giống như con trước nha. Giống như con hồi nãy á, con số 19 á. Đây, cốt trợ lực hết. Thì con này nó không có cước kèm. Nó có một số cước, nó còn leo quay đây. Quay thêm nha. Còn lại thì ok. Rồi em sẽ test máy cho mình nha. Đây lột cước cho mình này, có cốt trợ lực này, gạt cước này. Những cái dòng có cốt trợ lực rất là khỏe. Con này máy nhôm. Đây máy nhôm cho mình nha. Là tình trạng thế này nè. Còn đẹp nha, không có xây xước gì lắm, có xước sơn ở đây thôi. Nước sơn màu đỏ full luôn. Rồi test máy, những con có cốt trợ lực thì rất là mượt. Đây, test một chiều, hai chiều trước như này. Hai chiều trước đây. Đây, hai chiều này. Nói trong hai chiều thì máy chạy ok. Chốt chặn một chiều nha. Đây, chốt chặn một chiều này. Nó sẽ có 3 chế độ chỉnh luôn. Đây, cái này là một chiều nha. Cái này giặt ít này, cái này giặt nhiều hơn. Đây, xuống khúc xa này. Còn bạn nên giặt ở đây đó, đây sẽ có hết cho mình được nha. Rồi, một chiều nha mình nè. Máy chỉ rất là mượt nha. Con máy này có mã cho mình là mã số 21, giá 450, bao ship nha. Máy nhôm, có cốt trợ lực nha. Mấy con này sẽ bán rẻ cho mình thôi. Rồi cuối cùng thì em sẽ có một con cặp. Một cặp nha, một cặp này giá rẻ cho mình này. Cặp này size nhỏ, một con thì size tầm khoảng vào 800, còn một con thì size tầm khoảng 1.000 thôi. Chung cặp mini. Đây, cặp này thì có ok nha, test cho mình hết này. Con này thì đây. Lưỡi ga đầy đủ nha này. Đây, lưỡi ga đầy đủ nha. Lô cước này, gạt cước này. Đây, gạt cước nha. Rồi con này thì đây cho mình hết luôn. Con này thì em bán cặp rẻ thôi, rẻ bao ship nha. Anh em về vua kiểu mua về mình chơi trải nghiệm mà, những dòng thì giá rẻ thôi.
đánh ok hết. Rồi sẽ test máy cho mình một con này tầm khoảng size 1000. Đây máy chạy mượt nha. Đây là cái một chiều như này, một chiều hai chiều ok này. Rồi sẽ test luôn con này cho mình nha. Trong hai con này thì chạy ok hết. Nó động động vào nhau có chịu ghê. Rồi chung là máy chạy ok cho mình nha, hai cục cặp này. Cặp này có mã số là 22, giá 180.000 nha, bao ship. Rồi tổng cộng cho mình là có 22 mẫu máy nha. Anh em ưng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại. Rồi ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp với số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Thì hôm chiều này em sẽ lên cho mình một video cần như này, cần cho anh em mình tham khảo được nè. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha. Cho em lượt đăng ký bật thông báo để em có động lực nha. Và hàng về em sẽ lên nhiều hơn cho mình để giá thành ok thôi. Rồi chúc anh em có một ngày đầu tuần vui vẻ nha. Đi câu thật nhiều cá này.